Ngày 5 tháng 4, Công an quận 5 thành phố Hồ Chí Minh tạm giữ Bùi Mạnh Thành, ngụ phường 11 quận 6 để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Trước đó vào sáng ngày 4 tháng 4, Thành mặc đồ GrabBike chạy xe máy và giật 204 tờ vé số của một người phụ nữ đang đứng bán trên lề đường gần giao lộ Tân Hàng Tản Đà, phường 10 quận 5 rồi tháo chạy với tốc độ cao. Phát hiện sự việc, tổ hình sự đặc nhiệm phối hợp với đội an ninh nhân dân, cảnh sát trật tự Công an quận 5 truy đuổi bắt được Thành. Tại cơ quan công an, Thành khai sống cùng hai con do túng thiếu nên đi cướp giật vé số. Thành từng có hai tiền án về cướp giật tài sản trước đó. Qua xét nghiệm, cảnh sát phát hiện người này dương tính với ma túy. Đại diện truyền thông của GrabBike xác nhận Thành là đối tác của mình và mới hành nghề được một ngày và đã khóa vĩnh viễn tài khoản của Thành, đồng thời phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra để xử lý vụ việc.